cửa lên mà xem. Trong có ai? Có. Quên. Xin chào tất cả các bác, các bạn, các anh chị đam mê câu cá. Hôm nay em lên sóng cho bác lại phun bộ mồi. Mồi bột và mồi ủ, mồi gói nhá. Mồi ủ bên Giang Trường Vi Sinh đang có bác nhá. Hiện tại thì nếu mồi bột này thì hiện tại em đang có 6 số. Mồi này có 6 số anh em nhé, từ 1 đến 6. Số 1 là câu tổng hợp, gọi câu tất cả loại cá. Số 2 là chuyên chép. Số 3 là chuyên chấm, đánh kèm cả giếc. Giếc chày. Đấy. Số 4 thì là chuyên trôi mè. Số 4 này là chuyên trôi mè anh em. Chuyên trôi mè. Đấy. Bắt được thêm cả nheo nữa. Và chuyên trôi mè. Còn số 5 là chuyên chấm đen. Chuyên chấm đen nhưng mà vẫn có thể đánh được cả chép anh em nhé. Đấy. Số 6 thì là chuyên đánh rô. Chuyên đánh rô nhưng mà kèm vẫn bắt được chép anh em. Và cuối cùng là mồi ủ. Mồi ủ thì bên em đang bán theo kg hoặc bán gói như này cũng được. Đấy. Còn anh em nào lấy số lượng lớn thì em sẽ quy đổi ra thành kg cho anh em. Đấy, mồi ủ thì đang có giá là 80.000 một kg nhé. Một gói này là 40.000. Một gói này là 40.000. Đấy. Còn các mẫu mồi câu này thì, từ số 1 đến số 6 giá tại là 30.000 một gói. 30.000 một gói anh em nhé. Đấy. Hiện tại giờ giá là 30.000 một gói. Trừ mồi số 5. Mồi số 5 là 40.000 nhé. Một gói số 5 này là 40.000. 40.000 một gói. Gói số 5 này thì đánh được 1 đến 2 ổ. Tùy anh em chơi nhé. Đấy. Thông thường em sẽ đánh một gói này với 1 ổ hoặc 2 ổ. Tùy vào số lượng ốc mình chơi. 40.000 anh em chơi được 2 ổ quá rẻ luôn. Mồi em trọng lượng vẫn còn rất nhiều. Mồi giờ anh em có 2 ngón tay này, 3 ngón tay toàn siêu mồi, siêu mót thì em chả biết. Mồi của em này, nếu mồi này của em một chia 2 ngón tay, 3 ngón tay các bác, thì cái gói này em đóng phải được như nào sẽ nào, phải được 6-7 gói, đánh 6-7 ổ. Thế nên là mồi này của em thì không cần phải ủ quá lâu. Thông thường chỉ ủ tầm 30 phút đến 1 tiếng. 1 tiếng là chơi được. Đấy. Nhanh như 30 phút là chơi được luôn. Nha. Còn anh em muốn phối này để đánh nó hiệu quả hơn thì alo cho em nhé. Em sẽ hướng dẫn. Hiện nay tại vì hiện nay có nhiều loại tinh mùi ấy. Là nhiều hồ người ta trộn bây giờ mồi toàn tinh mùi nhiều ấy. Thì em sẽ hướng dẫn anh em trộn thấy cái này kèm theo một vài loại tinh mùi có mặt trên thị trường hoặc bên em đang bán. Đó. Để tăng cái độ hiệu quả tối đa của dòng mồi này. Đấy. Đấy, bác nào có nhu cầu thì alo em nhé. Gói từ số 1 này. 1, 2, 3, 4, 5. À quên, 1, 2, 3, 4, 6. Giá là 30.000 nhé. Giá 30.000 một gói này. Số 5 là 40.000 này. Mồi ủ là 40.000 một gói này. Hoặc anh em mua theo kg là 80.000 một kg. Mồi ủ này thì anh em thêm nhiều ít tùy và anh em định đánh cái loại cá gì nhé. Chứ không phải là anh em cho thoải mái vào. Mồi này thì thích hợp câu với lại câu đơn đài. Đấy, đơn đài, câu lục, câu lăng xê, câu bom mẻ đều chơi được hết anh em nhé. Đấy, bác nào cần thì alo cho em nhé. Và các bác nhớ là cái mồi này thì anh em nào thích thì chỉ trộn với nước xong là đánh được luôn. Đấy. Trộn nước, còn không anh em tự phối này, mồi ủ với mồi bột trộn với nước là có thể chiến được ngay nhá. Đánh trôi thì khuyến cáo đánh trôi mè, khuyến cáo với mồi ủ này bắt buộc là nên có mồi ủ anh em nhé. Còn không anh em trộn cái này phải ủ cho em 1 đến 2 ngày đánh nó mới hiệu quả. Còn không các bác cứ lấy một gói mồi ủ này với lại mồi bột các bác trộn vào thế là xong. Trộn tối hôm trước sáng hôm sau đánh thoải mái luôn, hoặc trộn xong đánh ngay cũng được. Đấy. Mồi này thì bên em làm, em bán rất lâu rồi, anh em nào đánh thì anh em biết rồi. Mồi này thì thiên về dịch vụ thiên về tự nhiên nhé, thiên về tự nhiên. Đánh dịch vụ cũng ok nhưng mà dịch vụ thì bây giờ anh em đánh tinh mùi nhiều,
nên là mức độ dịch vụ nó không cao như tự nhiên anh em đấy. Đương nhiên là hôm nào cuốn nó vẫn cuốn nát ấy, còn nói chung mồi thì không nói trước được, không nói phép được các anh em. Nói chung là có hiệu quả các anh em, còn hiệu quả đến đâu thì phải tùy anh em trải nghiệm nhé, các bác trải nghiệm trong alo em. Về cái này em bán lâu rồi anh em, những anh em nào chưa quen rồi thì các bác trải nghiệm quen rồi à. Đấy, bác nào có nhu cầu thì alo em nhé, và em sẽ đi test những cái mồi này cho bác xem, test đánh tự nhiên nhé, tự nhiên dịch vụ đều chơi hết các nhé. Và nếu các bác thích dịch vụ thì em sẽ thiên về dịch vụ, thì em sẽ trộn thêm một số thành phần vào để tăng cái độ hiệu quả cho đánh hồi dịch vụ nữa nha. Đây là combo mồi siêu trôi của em nhá. Đây các bác nhỉ, gồm có một gói một câu số 4 này mà này. Đấy, trôi mè, rô phi. Đấy. Mà một gói mồi ủ này. Mồi ủ lên men các bác nhá, mồi ủ lên men này. Một gói cam trứng. Cam chim ấy. Cam chim anh em đánh loại nào cũng được, cứ miễn thơm là được. Và một gói cam cá. Cam cá các bác nhá. Cam cá này tại sao em cho cam cá? Cam cá này em để em đánh nhá, kèm theo rô phi, kèm theo thêm rô phi nhé, kèm theo rô phi em đánh thêm cam cá này. Với lại dành cho các nơi đáy nó bị thối, đáy thối nhiều rác, nói chung là đáy bẩn nhá, thì đánh thêm cái này. Còn bình thường nếu mà nước sạch, nước sạch thì em chỉ đánh mồi ủ này, một số 4 này, cam trứng và thêm hai quả trứng anh em, thêm hai quả trứng này. Đấy. Thêm vào cái trứng, trứng gà, trứng vịt tùy, 2 hay 3 hay 4 quả tùy anh em chơi nhá. Đấy, còn em đánh sẽ đánh theo môi trường như này. Đấy. Bộ này là ngoài bắt trôi ra thì có thể bắt được cả mè. Đấy, bắt được cả mè nhá. Bắt được cả mè, cả rô phi anh em, cả rô phi nhá. Rô phi to ấy, không phải rô phi con đâu. Đấy. Ngoài ra thì một số loại cũng thích ăn như là nheo, lăng, cha, chim. Đấy, nó cũng thích ăn. Thậm chí là chép nó cũng ăn, nhưng mà nó không phải khẩu vị của nó nên nó ăn không phải là đối tượng câu chính. Chủ yếu dòng này để câu, chủ yếu câu như như bộ này em đang đánh này là chủ yếu câu trôi mè và rô phi. Nhá, rô phi. Đấy. Đấy nhá. Đấy là đối với đem đánh là cả với đối với môi trường nước, các bác đánh đủ combo này là đánh cả môi trường nước sạch và nước bẩn đều được, hoặc đáy sạch đáy bẩn đều được. Hoặc nếu anh em mà đánh đáy sạch nước sạch thì có thể bỏ cắm cá đi cũng được. Đấy, đánh với combo này 1 2 3 4 vị này là ok rồi. Đấy, vì anh em mà không thích bắt rô phi. Còn đối với em thì em đánh vị môi trường nước bẩn, em phải bắt buộc thêm cái này vào nữa, thêm vị này vào nữa nha. Và đây là combo siêu trôi em đánh test cực nhiều rồi anh em, mà nếu xem kênh Nhanh Chóng Phát Sinh ấy, các bác biết rồi đấy, là em đánh cái mồi này em test cho các bác toàn 10 ngày đến cho 14, 15, thậm chí 16, 17 ngày đấy. Thì các bác biết đấy, tỷ lệ va trôi ấy, đấy, trừ thứ nhất trừ là hồ nó không có trôi thì ông câu được, thứ hai là số lượng trôi nó quá ít, nó quá ít với nhá, thì cái nguồn thức ăn của nó nhiều, số lượng trôi quá ít thì nó không muốn va được một con. Nó rất là khó, nhiều cả hồ có 2-3 con thì các bác nên nhớ là va cực khó luôn. Thứ ba là tỷ lệ móm cực thấp, 10 buổi thì may ra anh em móm một buổi, móm một buổi nhá, em dám khẳng định như vậy, hoặc đến 2 buổi là cùng nhá. Đấy, với combo này thì không phải lăn tăn. Đấy, phối trộn thế nào thì tùy anh em, ra giảm lượng nào tùy, hoặc cứ thế này trộn cả 4 gói này vào đều được nhá. Đấy, bác nào cần mẫu mồi này thì alo cho em. Dạo này em lại bắt đầu đang đánh lại mồi trôi mè. Mè thì thỉnh thoảng em cũng đi đánh, nhưng phải có chỗ có điểm mới đánh được, không phải ai cũng thích săn mè nhá. Còn trôi thì cũng phải có điểm anh ạ. Đấy. Rồi, hôm nay em đánh buổi đầu tiên, buổi số 1, buổi đầu tiên là được 5
đóng 5 phát nhé. 5 phát thì được 2 trôi và 1 rô phi. Đấy. 2 trôi thì cỡ 3 cân một con. Đấy, rô phi thì tầm cân rưỡi. Đấy. Còn lại bong bắt 2, nghĩa bong bắt 2 khả năng là trôi. Nó chạy vào địa hình nó rất là phức tạp, địa hình nó khó câu anh em ạ. Đáy của nó lại không được sạch. Đấy, đáy không được sạch. Đấy. Thế là rất là khó câu. Cái loại trôi giòi ấy, các bác nhớ trôi giòi thì bắt rất dễ. Cái trôi biểu mà tầm 6 7 lạng cho đến khoảng độ cân rưỡi bắt cực dễ luôn. Đấy. Các bác chỉ cần đánh cho em là thơm và có vị hơi chua là đã ăn được nó rồi. Đấy. Còn đối với trôi to thì các bác đánh vị nó phải khá là gắt gắt một tí. Đấy, nhưng vẫn phải có vị tanh và một chút thơm vào đấy. Đấy, có nghĩa thiên về chua nhiều nhá, tôi chua nhiều. Đấy, bác nào cần thì alo cho em nhá. Đấy, đây là full combo nhá, full combo để chuyên đánh trôi mè, chuyên đánh trôi mè nhá. Anh em mà đánh mè thì có tăng lên, tăng thêm cái trứng này cũng được này. Đấy, vì mè thì toàn đa phần đánh bom nổi hoặc là đánh bom chữ T nhá. Đấy, bác nào cần thì alo cho em nhá. Cảm ơn các bác theo dõi video. Đây anh em nhá, mồi răng trường vi sinh anh em nhá. Em đánh trôi đánh cả chấm này. Mẹ săn cả đêm mới đâu con này anh em này. Đấy. Trong cỏ anh em nhá này. Chấm này anh em nhìn này. Đánh cả đêm mới được. Tổ nó. Bó công cả đêm. Trong cỏ anh em nhá. Xuống lên mà xem, chấm cỏ ai? Cỡ... Quên. Anh em nhá, đánh đẳng cấp ấy nhá, đẳng cấp nhá. Không biết món là gì luôn, thật anh em thế. Im, ngoan. Ngoan. Anh em hàng này. Đấy, hàng ấy. Đây combo mồi anh em nhé. Combo mồi này, bác nào cần thì alo em nhá. Đấy, đánh trôi này. Đấy, trôi anh em, trôi củ này. Đấy, hàng toàn hàng lâu năm anh em, nhìn cái vảy nó lên màu đỏ rồi anh em nhỉ. Đấy, sạm đỏ này là trôi nó rất già rồi. Chấm này cũng khá già rồi. Anh em mè kìa, mè kia trông thế kia thôi nhưng nó là hàng tự nhiên anh em ạ. Cũng khá là già rồi, không phải lo nữa. Đấy, bác nào có nhu cầu thì alo em nhá. Đấy, đánh hôm qua này đánh hiệu suất 100% mà anh em chơi đây.